quy trình đầu tiên thuộc loại này có thể cho thấy thận lợn là một lựa chọn cấy ghép cho hơn 90.000 người Mỹ đang chờ đợi một ca phẫu thuật như vậy. Ghi chú của người biên tập. Trong những tháng kể từ khi bài báo này được xuất bản lần đầu tiên trên tạp chí Cơ học phổ biến tháng 3 một tháng 4, đã có một loạt các cập nhật mang tính đột phá trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng. Vào ngày 7 tháng 1 năm 2022, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Đại học Maryland đã cấy ghép tim từ một con lợn biến đổi gen lần đầu tiên cho một bệnh nhân 57 tuổi. Chỉ 2 tuần sau, một nhóm bác sĩ tại Đại học Alabama ở Birmingham thông báo rằng họ đã thực hiện một ca ghép thận thành công khác. Lần này là ghép cả hai quả thận từ một con lợn biến đổi gen vào cơ thể của một bệnh nhân chết não. Trong một thử nghiệm đột phá vào năm 2021, các bác sĩ phẫu thuật từ Langone Health của NYU đã kết nối một quả thận lợn biến đổi gen với mạch máu của một người hiến tạng thay não để hỗ trợ sự sống. Nội tạng của con lợn lọc chất thải từ máu của người phụ nữ và tạo ra nước tiểu, giống như thận của con người, trong toàn bộ thí nghiệm kéo dài 54 giờ. Quy trình đầu tiên thuộc loại này có thể cho thấy thận lợn là một lựa chọn cấy ghép cho hơn 90.000 người Mỹ đang chờ đợi một ca phẫu thuật như vậy. Việc cấy ghép các cơ quan rất khó, bởi vì hệ thống miễn dịch của chúng ta được lập trình để tiêu diệt bất cứ thứ gì mà nó không nhận ra là có nguồn gốc trong cơ thể. Việc cấy ghép từ động vật sang người là vô cùng khó khăn vì hầu hết các loài động vật có vú, bao gồm cả lợn, mang một loại gen cho phép cơ thể chúng tạo ra một loại đường có trong màng tế bào gọi là alphago. Nhưng gen đó bị bất hoạt ở một số loài linh trưởng, bao gồm cả con người. Do đó, hệ thống miễn dịch của chúng ta coi alphago là kẻ xâm nhập và tạo ra các kháng thể tự nhiên được thiết kế để tiêu diệt nó. Ở một số người, kháng thể alphago gây ra phản ứng dị ứng sau khi họ ăn thịt và hoặc các sản phẩm từ sữa, xem thanh bên. Đối với bệnh nhân cấy ghép, sự hiện diện của alphago trong cơ quan được cấy ghép có thể kích hoạt phản ứng của hệ thống miễn dịch dẫn đến suy cơ quan. Robert Montgomery, MD, chủ nhiệm phẫu thuật tại NYU Langone Health và giám đốc viện cấy ghép Langone NYU, cho biết các nhà nghiên cứu thực hiện ca ghép tạng từ lợn sang người đã dự đoán khả năng bị đào thải. Montgomery và nhóm của ông đã kết nối các mạch máu của người phụ nữ với thận lợn, kẹp các mạch máu lại để ngăn máu chảy cho đến khi thận ở đúng vị trí. Ngay trước khi chúng tôi mở kẹp, tôi đã nói với nhóm, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng chúng tôi sẽ học được một điều quan trọng, Montgomery nói. Khi nhóm nghiên cứu mở kẹp, máu của người phụ nữ đã chảy và lọc bình thường qua thận lợn. Cơ quan hoạt động tốt vào cuối cuộc thử nghiệm như nó đã diễn ra trong vài phút đầu tiên đó. Montgomery nói, tôi đã rất ngạc nhiên. Để bảo vệ thận và vật chủ khỏi bị đào thải trong quá trình cấy ghép, Montgomery và nhóm của ông đã chuyển sang ReviveCor, một công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại Virginia. Sản xuất và nhân giống lợn Gawep, loài động vật được biến đổi gen mà không cần gen cần thiết để tạo ra alphago. ReviveCor sử dụng một phương pháp gọi là tái tổ hợp tương đồng để tạo ra những con lợn, loại bỏ gen khỏi nhân của tế bào không sinh sản và sau đó đưa nhân đã biến đổi đó vào tế bào sinh sản cái. Một khi tế bào sinh sản phát triển thành phôi, các nhà nghiên cứu cấy nó vào một con lợn nái, mang thai giả. Một con lợn đang trải qua những thay đổi về thể chất và hành vi khi mang thai nhưng không thực sự mang thai. Sau đó, con lợn nái sẽ sinh ra một con lợn thiếu gen alphago và con lợn đó có thể phối giống với những con lợn Gawep khác để tạo ra nhiều lợn hơn mà không có gen alphago. Các bác sĩ phẫu thuật đã cấy ghép tuyến ức của con lợn ngoài thận của nó. Tuyến ức kiểm soát việc giải phóng các tế bào T trưởng thành. Các tế bào của hệ thống miễn dịch chống lại những kẻ xâm lược nước ngoài trong cơ thể. Nó cũng xóa các tế bào T hoạt động sai và tấn công các mô của chính cơ thể. Trong một ca cấy ghép nội tạng từ lợn sang người, tuyến ức lợn sẽ xóa các tế bào T của người mà nếu không sẽ tấn công các cơ quan lợn được hiến tặng, trong trường hợp này là thận. Susan Quaggan, MD, bác sĩ trưởng khoa thận và giáo sư y khoa tại Đại học Northwestern cho biết, bao gồm tuyến ức là một phần bất thường của quy trình và không phải là tiêu chuẩn lâm sàng. Thông thường, bác sĩ phẫu thuật dùng thuốc ức chế miễn dịch để ngăn hệ thống miễn dịch của người nhận cơ quan này tấn công cơ quan mới. Thay vào đó, sử
sử dụng tiền ức là thú vị và sáng tạo, cô ấy nói. Bước tiếp theo sẽ là kiểm tra khả năng tồn tại của thận Gawebe ở người sống, Montgomery nói. Mặc dù quy trình này không cho biết thận sẽ hoạt động trong bao lâu ở người, nhưng nó cho thấy thận lợn sẽ không bị từ chối ngay lập tức, ông nói. Tôi nghĩ điều đó sẽ mang lại cho tất cả chúng ta, những người tham gia vào lĩnh vực này và các cơ quan quản lý của chính phủ, một số tăng cường niềm tin rằng mọi việc sẽ ổn và giờ chúng ta có thể thực hiện bước nhảy này. Montgomery cho biết công nghệ này không bao giờ có thể thay thế hoàn toàn thận người. Nhưng sau các thử nghiệm lâm sàng và nhiều nghiên cứu theo dõi, Montgomery nói thận lợn biến đổi gen sẽ trở thành một lựa chọn khả thi cho những bệnh nhân ghép thận trong vòng 5 đến 10 năm tới. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!